Hình ảnh người đàn ông già gầy gò trên chiếc xe lăn hàng ngày vẫn lui tới khu chợ Dinh để xin tiền những người qua lại đã quá quen với bà con tiểu thương nơi đây. Ngày may mắn nhất của ông Hà cũng kiếm được 130.000 đồng. Đó là những ngày vợ chồng ông có được bữa cơm lọc dạ. Thấu hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh ngặt nghèo của vợ chồng ông Hà, nên bà con tiểu thương và chòm xóm chung quanh thường xuyên quyên góp giúp đỡ. Ông đi xin ngày 2 buổi, đi xin buổi mai, đi xin buổi chiều. Về có thì bà mua bằng cơm bằng chảo, bà nấu cho ông ăn. Mà cũng ngày, 5 ngày thì ông đau, ông mới đi đó đâu. Chúng cô đã đi mô, ông đau. Bà con làng xóm đây, nói chung là họ thấy cho họ cũng chứ có chứ gọi là giúp đỡ. Nói chung là họ cũng qua về họ thấm rồi thôi. Cho nên nói chung là khi mà đau ổn thì họ có giúp đỡ. Để vượt quãng đường vài trăm mét từ nhà đến khu chợ Dinh là một sự nỗ lực của cả ông Hà và vợ. Không thể đi đứng được nên phải khó khăn lắm bà Sen mới dìu ông Hà ngồi được lên chiếc xe lăn. Và mỗi lần dắt được ông Hà vào nhà là một sự gắng sức của bà Sen, bởi bà cũng đang mang chứng bệnh tim nặng trong cơ thể. Bây giờ thì cuộc sống của gia đình mình thu nhập từ đâu để lo cho cả nhà, có thuộc tháng cho bệnh tật của gì không ạ? Nói chung là thì đi xin thì có ngày được, ngày mất, có ngày 50 ngàn, có ngày 30 ngàn, mà ngày mua uống yếu rồi uống đi được là thôi. Nhưng mà gì có, thì giờ cái thằng này đi làm thuê với họ, họ trả cho 1 tháng 2 triệu bạc, trong cái 2 triệu này là gì phải tính tiền điện, tiền nước, tiền nhà, phải có cho họ, nếu gì không tính nó đuổi đi ra quả gia. Thuộc của gì này, gì đi xin, gì đi xin, có uống thì gì để điều đó luôn. Làm lúc có cái gì buồn, gì muốn chết cha, gì nghĩ, làm lúc gì bị bình tim gì nằm ngoài đường, lấy gì cái sơ gì chết, là ngại lo cho uống thôi. Nên chỉ gì để mua gì nữa, có vật, để mua gì cũng tùng kính gì của cầu nguyện, cho bạc thứ gì cho khỏe. Mà lo cho ổn thôi, nghĩa gì sợ mà gì nằm xuống, ngay lo cho ổn tôi đó. Vậy là đã hơn 15 năm kể từ ngày ông Hà bị tai biến. Và sau thời gian ngắn ngủi chưa đầy 1 tháng nằm viện điều trị, ông Hà nhắm mắt làm liều trở về nhà vì không còn tiền nộp viện phí. Nghèo khó đã tước đi cơ hội để ông Hà có thể trở lại là người bình thường. Thì hàng ngày phải đi xin như vậy, thì một mình như vậy thì nhà gì có lo lắng nào cho ốm không, khi mà hiểu lỡ máy có khi nào xảy ra cái tai nạn ngoài chờ trên đường ốm đi xin thì sẽ như thế nào? Thì ó thì giống như thì ó cũng thương, ó cũng lo, để ó chiều thôi chứ làm đằng chứ làm đằng khi là mình giờ thôi, mình giờ người đi người đó thôi chứ làm đằng. Bị vào hôm ấy là cái ông già nè, ông tông một cái thì chiếc xe xuống đi mà bị bẫy một cái vằn. Một lần là họ tống đỏ thôi, cái uống là thôi. Còn giống như uống đi đi, mà khi mà uống khỏe, nó uống đi. Mà uống cảm thấy mệt, ôi là uống lại cho mẹ mới tao ở da thì đều uống ở da. Rồi thôi. Có khi nào xin được tiền nhưng mà mất tiền chưa? Có, mất bữa 75 tờ về số. Mất 75 tờ về số từ ngay chiều mới đi xin nữa. Không thể kể hết những cực khổ mà bà Sen đã phải nếm trải trong suốt hơn 15 năm chăm chồng bị tai biến nằm một chỗ. Với công việc bán vé số dạo, bà Sen tạo tần nuôi 2 con và lo cho chồng. Gánh nặng càng đè nặng lên đôi vai của bà Sen bởi cảnh sống ở trọ của cả nhà. Cả gia đình luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ, không có chỗ nương thân bởi thu nhập bấp bênh. Cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Chuyện ăn mì tôm thay cơm là chuyện thường của gia đình 4 thành viên này. Gia đình này là gia đình khó khăn nhất của địa phương này. Rất là khó khăn bởi vì hiện tại họ là rất bấp bênh. Cuộc sống bây giờ thực sự là chưa có ổn định một cái ngôi nhà nào cả. Họ đang ở sống bên thuê đất thôi. Đất họ bây giờ cũng có đất mà hiện tại đang thuê.
mà cái khả năng là năm nay và sang năm là họ cũng cho thuê nữa, không biết ở đâu đấy. Thì nói chung là địa phương cũng rất quan tâm đến cái gia đình này, nói chung mọi cái chế độ mà về trợ cấp hoặc là về cái hỗ trợ về cái khó khăn á thì luôn luôn là phải giúp đỡ. Cuộc sống của vợ chồng ông Hà bà Sen trôi qua trong nỗi khó khăn chật vật. Người con gái đầu của ông bà lập gia đình sớm để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Con trai đi học nghề để tự lo cho bản thân và đỡ đần gia đình. Trong muôn vàn khó khăn, may mắn thay, ông Hà vẫn giữ được tính mạng, dẫu không được chữa trị đến nơi đến chốn. Bây giờ thì cái điều mà dì cảm thấy lo lắng nhất là gì ạ? Cái gì lo đấy nè, dì cứ nói đấy nè. Lớn tuổi thôi mà chưa có cái chỗ mà đắp mưa đắp nắng là thứ hai, là thứ ba nữa là coi như uống nằm xuống là tôi nó không có tiếng lo đó. Hơn nữa mấy gì mà là có chuyện chí nó ngại lo cho uống đến năm mấy gì cứ khóc gì cuộc đời của gì gần 70 tuổi rồi mới chưa có người già mới đẹp đắp mưa đắp nắng đi sợ sao đi uống mấy gì chứ. Nên tiếc cái thằng nó tôi nói. Bây giờ thì có thằng ngay mới ổn đi được á. Rồi ổn lại mẹ mới mua to ta 10 ngàn một thịt, 15 ngàn một thịt chỉ là ăn. Mà không có cái gì mua rau, mua cả nục đó rẻ. Nếu ăn mà để tình qua ngày con này. Nếu ăn mà đủ nợ đã thì làm răng mà trả mà cho họ. Có lẽ hôm nay dì rất là bất ngờ sự có mặt của rất nhiều vị khách đặc biệt đến thăm nhà mình ngày hôm nay, đúng không ạ? Yeah. Ngày hôm nay cả nhà hảo tâm cùng với chương trình Nội Dung Mệ Tinh là đến đây được mong chia sẻ được những khó khăn của gia đình. Mong là dì sẽ tiếp tục điều trị bệnh và lo cho chú Hà. Trước hết xin mời cô Lê Thị Ngọ đại diện cho quỹ Nội Dung Mệ Tinh có món quà gửi đến cho dì Sen và chú Hà. Dạ chị. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, em xin đại diện cho chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình cùng những nhà hảo tâm gửi đến chị một số tiền là hơn 22 triệu đồng. Mong rằng với số tiền này cố gắng chữa bệnh nó chạy chị của anh. Chị mau lành bệnh. Số tiền hơn 22 triệu đồng này bao gồm cả sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, đó là món quà 1 triệu đồng của quỹ từ thiện Tổng Thuận. Quỹ từ thiện Tình Thất Pháp Lạc cũng vừa đến nhận được 1 triệu đồng. Còn đây là món quà 1 triệu đồng của quỹ vì người nghèo của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Món quà 1 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phở Quân. Còn đây là món quà của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế tặng cho gia đình 1 triệu đồng. Và còn đây là 25 kg gạo của bác Hoàng Công Quang và làm vững thê xã Thị Thanh thị xã Thủy. Nhờ chương trình chuyển đến cho hai vợ chồng gì. Con thấy gì bây giờ rất là xúc động khi mà đón nhận cái tình cảm cũng như là sự ủng hộ chia sẻ của rất nhiều nhà hảo tâm. Như có thể chia sẻ cảm xúc này được không ạ? Chưa được là em biết mà chứ. Em xin cảm ơn các chị và chúc các chị mình ăn sức khỏe. Sao nữa? Cho em xin cảm ơn. Chương trình cũng mong là gì sẽ sớm được trở lại điều trị bệnh tật để lo cho chú Hà. Bởi vì và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình Di Sen và chú Hà ở số nhà 40 đường Phùng Khắc Khoang, thành phố Huế hoặc liên hệ trực tiếp với chương trình Nội Dung Nghĩa Tình phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Số phận đã rung rủi cho ông Hà quê ở Hải Dương, bà Sen người con gái Huế gặp nhau ở tận miền Nam khi tha phương mưu sinh. Ông Hà quyết định theo vợ con trở về quê nhà xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng hạnh phúc ngắn chặt tay gan. Sau cơn tai biến, ông Hà đã trở thành người tàn phế, cơ thể ngày càng teo tóp.
giọng nói đang ngọng nghịu. Dù hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, nhưng bao nhiêu năm gắn bó tình nghĩa vợ chồng, ông Hà bà Sen chỉ mong có thể tiếp tục bên cạnh nhau, sống nốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.